chúng ta được lành. Thì thầy mong rằng trong một pháp hội vô lai này, người con tập chúng ta còn phải tinh tấn dũng mãnh trên con đường tu tập Phật pháp, đó là gìn giữ năm giới cấm của đạo Phật để bảo vệ hiếu hạnh, bảo vệ hạnh phúc gia đình, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối. Bài chia sẻ Phật pháp chứ không dám nói là một bài giảng thuyết, bởi vì đối với một bệnh tâm như thầy đã 6 năm rồi, xuất huyết não, khi nhớ khi quên, mà còn ngồi đây để tiếp quý vị trong những giây phút thiêng liêng của ngày đại lễ Vu Lan Thắng Hội. Tại sao gọi là Vu Lan Thắng Hội? Vu Lan Thắng Hội là một cái hội chúng lớn, trong đó có xuất gia và hàng Phật tử tại gia đồng quay về một chú xứ để mà thực hiện lời dạy của Đức Phật, uống nước nhớ nguồn, báo đáp ơn đức sinh thành của cha của mẹ. Tất cả những người đó vì chúng ta mà khổ cực trăm bề để chúng ta thành được một con người hôm nay. Xin quý vị đứng dậy để tiễn đưa giảng sư về. Xin quý vị an toàn. Chúng tôi xin lập lại rất nhanh. Quý vị nào ngồi ở cái dãy giữa thì tới giờ ăn sẽ có các liên chúng lào là đưa 5 món để quý vị. Còn quý vị nào trẻ ngồi hai bên này thì ngoài chúng ta nhìn thấy ngoài có 5 quán, quán mì tiền, quán chả giò, quán nước, quán này kia, thì quý vị đi ăn tới quán nào ăn đi sang quán khác. Hoặc chúng ta đi 4-5 quán lấy đủ đồ ăn về 4 món, 5 món để về để ngồi nghe văn nghệ.
xin cùng thỉnh quý ngài an toàn. Xin quý Phật tử an toàn. Xin cùng thỉnh quý ngài an toàn. Xin quý Phật tử an toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính thưa quý chư hòa thượng, quý chư tôn đức, quý chư tăng, quý chư ni, chúng con là quảng chức xin được đại diện ban tổ chức để điều hợp buổi lễ Vu Lan ngày hôm nay. Trước hết chúng con xin được đọc chương trình ngày hôm nay như sau. 10 giờ Phật tử vân tập về chùa, 10 giờ 15 thuyết pháp, 11 giờ cử hành lễ chính thức. Lễ này gồm có giới thiệu thành phần tham dự, 1 phút nhập từ vi quán, lễ dâng hoa cúng dường chư Phật, phát biểu về tiền đề Vu Lan, đạo từ của Hòa Thượng chứng minh, cử hành nghi lễ cầu nguyện. 12 giờ cúng dường trai tăng, lời cảm tạ của ban tổ chức cúng cử huyền thất tổ. 12 giờ 30 văn nghệ cúng dường Vu Lan. 14 giờ 30 lễ truyền tam quy và ngũ giới. 16 giờ cúng trí tử. 17 giờ lễ hoàn mãn. Trước sau đây chúng con được xin giới thiệu thành phần tham dự ngày hôm nay. Quý chư Hòa Thượng, Thượng Chủ Tọa, lễ Hòa Thượng Thượng Đạo Hạ Quang, Viện Chủ Chùa Quan Âm, Orange County. Hòa Thượng Thượng Giác Hạ Nguyên, Chú Sứ San Jose. Cùng chữ quy tôn đức, quý chư tăng, quý chư ni trong và ngoài nước, quý đồng hương Phật tử xa gần, vì thời gian eo hẹp, chúng con sám hối là đã không thể xứng danh từ quý vị nổi. Dạ, tiếp theo là một phút nhập từ bi quán. Nhập từ bi quán, xin quý vị Phật tử đứng lên chắp tay. Chư Phật, chúng tôi xin các em trong liên chúng dẫn các em ra làm lễ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trước hết xin thay mặt cho đại chúng đạo tràng chùa Quan Thế Âm, chúng con xin thành tâm khánh thọ Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni vừa được thêm một hạ lạp với đạo nghiệp tròn đầy, Phật sự thành tựu. Và đồng kính chúc cho quý thiện nam tín nữ, Phật tử gần xa giữ tròn đạo hiếu và luôn luôn tinh tấn trên con đường phụng sự Phật Pháp. Kính thưa quý vị, mỗi độ tháng 7 âm lịch về, người con Phật lại nao nức chuẩn bị cho lễ hội Ngài Phật Đà Quan Hỷ, Ngài Tăng Tự Tứ, Ngài Tăng Thọ Tuế và Vu Lan Sáu Tội Vong Nhân. Nhưng ý nghĩa nhất là Vu Lan Báo Hiếu đã trở thành một lễ hội quan trọng không những trong Đạo Phật mà đã trở thành ngày truyền thống văn hóa của dân tộc. Chúng ta có thể nói rằng triết lý sống của người Việt là triết lý thực thi đạo hiếu. Đạo hiếu đó được diễn dịch bằng thông điệp hết sức là giản dị và mộc mạc như Ngài Mâu Tử đã thẳng thắn trả lời khi giới trí thức Nho giáo và Lão giáo đặt vấn đề đạo Phật là gì. Ngài trả lời: ở trong nhà thì hiếu thảo với mẹ cha, ra ngoài đường thì giúp nước hộ dân, khi ngồi một mình thì biết tu thân, đã được ghi trong tác phẩm Lý Hoặc Luận của Mâu Tử. Thật vậy, chữ hiếu tuy đơn giản nhưng ý nghĩa thật sâu xa và rộng lớn vô cùng. Đối với Nho giáo thì hiếu có ba điều. Một, đại hiếu là tôn kính cha mẹ. Thứ đến là không làm gì gây tai tiếng cho cha mẹ. Và sau cùng là nuôi dưỡng cha mẹ. Chữ hiếu trong Đạo Phật thì Đức Phật đã dạy trong bản kinh Tăng Chi Bộ đã nói rất rõ: những ai đền ơn cha mẹ bằng cách nuôi dưỡng, dâng cúng của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để đền ơn cha mẹ. Nhưng này các tỳ kheo, ai đối với cha mẹ không có lòng tin với Tam Bảo thì khuyến khích cho cha mẹ có lòng tin Tam Bảo. Đối với cha mẹ sống với tà giới thì khuyến khích cha mẹ vào chánh giới. Đối với cha mẹ mà khởi tham thì khuyến khích cha mẹ bố thí. Đối với cha mẹ tà kiến thì khuyến khích cha mẹ có chánh kiến. Cho đến như vậy, này các tỳ kheo, làm đủ và đền đáp ơn cha mẹ. Và như thế thì chỉ cái chánh kiến, chánh pháp là cánh cửa mở ra thế giới hạnh phúc cho cha mẹ, không những đời này và đời sau, mà bổn phận người con ở trong nhà phải hiếu thảo với cha mẹ là vậy. Trong quá trình hội nhập vào cuộc đời, người con báo hiếu cho cha mẹ phải khởi đầu bằng sự hoàn thiện bản thân của mình, tức là mình phải biết tự sửa mình qua sự tôn kính, sự thực thi những lời giáo huấn nghiêm từ của mẹ cha. Điều đó đã được cụ thể hóa, và việc làm cụ thể của người con đối với cha mẹ mà Đức Phật đã dạy trong bộ Trung A Hàm Kinh Đảnh Lễ Sáu Phương. Thứ nhất, vâng lời cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ khi cần. Thứ hai là chăm chỉ học hành, siêng năng làm việc. Thứ ba là gìn giữ gia phong và danh dự gia đình. Thứ tư là giữ gìn tài sản của cha mẹ. Thứ năm là phụng dưỡng cha mẹ khi tuổi già. Và thứ sáu là lo tang lễ cho cha mẹ đúng các phong tục khi cha mẹ qua đời. Và thứ bảy là hướng cha mẹ có chánh kiến, tiến tới đạo giải thoát. Đó là nếp sống hiếu hạnh của người có Phật tại gia. Xí cho cùng, cha mẹ là người sinh thành và hướng dẫn con cái vào đời và làm cho đời sống tươi sáng và tốt đẹp. Cho nên bổn phận người con báo hiếu, hiểu với cha mẹ qua các điều nói trên là phù hợp với đạo lý làm người. Phật giáo lại tiếp theo điều thứ bảy là nhằm mục đích hướng cha mẹ tới giải thoát thì sự báo hiếu đó mới trọn vẹn. Thật vậy, một người mà có hiếu thảo với cha mẹ
đó là nền tảng, là cơ sở để thực hiện đạo hiếu đi vào xã hội, trong cuộc hành trình đi vào lẽ sống. Sự hiếu thảo trong gia đình sẽ được lan tỏa bởi sự nuôi dưỡng và sự dạy dỗ của cha mẹ. Thế nên khái niệm về hiếu thảo với cha mẹ trong gia đình đồng nghĩa là giúp nước hộ dân. Do đó, đạo Phật quan niệm về chữ hiếu thảo đúng nghĩa thì phải có lòng nhân nghĩa, lòng thiện lương đối với mọi người, đối với xã hội và đối với người trên kẻ dưới, phải luôn luôn hiếu thuận lẫn nhau. Nếu tất cả nhân loại hôm nay đều nhìn chung một quan điểm theo triết lý luân hồi, thì ai ai cũng có thể là cha mẹ của mình trong quá khứ lâu xa của ta. Như trong kinh Vu Lan, ta lễ bái kính người tiền bối và ngậm ngùi vì nhớ kiếp xưa. Thì làm sao có chiến tranh khủng bố, làm sao có những hoạn nạn khốn khổ giữa con người và con người? Xã hội loài người sẽ thực sự hòa bình khi không có những cuộc chiến thảm khốc hiện nay tại các nơi trên thế giới. Nếu tất cả nhân loại đều có niềm tin rằng có Phật tánh trong mỗi con người sẵn có chúng ta, thế giới loài người sẽ chấm dứt khổ đau, không còn xảy ra những vụ thảm sát tại các trường học ở Mỹ, bao nhiêu trẻ em vô tội đã phải chết hoang, nếu tất cả mọi người đều sống và an trú vào trong thiện pháp. Xã hội loài người sẽ không còn bất công nếu tất cả nhân loại đều xả bỏ tham lam, ích kỷ và ngược lại sẽ cùng chia sẻ, nâng đỡ với nhau bằng phương pháp tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Kính thưa kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa toàn thể Phật tử, mùa Vu Lan lại về nhằm nhắc nhở sự lòng tri ân và báo ân của người có Phật. Thông điệp này không chỉ đơn thuần mang tính lý thuyết mà nó đã thể nhập thành thái độ sống, trên hết là nếp sống chuẩn hóa đạo đức của Phật giáo. Mỗi người có Phật xin hãy tinh tấn tu học để báo đáp thâm ân tam bảo, báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục, nỗ lực góp phần xây dựng cộng đồng nhân loại để vượt qua những hoạn nạn khổ đau, đói kém, dịch bệnh, vì những tệ nạn xã hội đa phần, vì những xả nạn xã hội và dũng mạnh để phát khởi bồ đề tâm cứu giúp chúng sanh ra những khổ đau. Suy cho cùng, toàn bộ giáo lý nhà Phật, kể cả nội dung hiếu hạnh mà đạo Phật đã đề xuất nhằm mục đích là kết nối truyền thống sự yêu thương, hướng con người đến sự bình an trong tâm hồn, và chúng ta sẽ thấy rõ thực sự hạnh phúc chân thực nơi đâu. Và như vậy, một lần nữa có thể nói đạo Phật là đạo hiếu, tâm hiếu là tâm Phật. Nguyện xin đốt nén tâm hương thành kính cúng dường mười phương tam bảo, nguyện cho ông bà cha mẹ sư trưởng hiện đời tăng phước thọ, cầu cho cổ huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, xa lìa ba đường dữ, sanh vào cõi lành và đời đời thường gặp Phật pháp. Cũng cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, thế giới hòa bình, chúng sanh được an lạc và mọi người nhà nhà được sống với nhau bằng lòng yêu thương và hiếu thuận. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Bồ Tát Tam Đại chứng minh. Từ của Hòa Thượng chứng minh, xin cung thỉnh Hòa Thượng.
Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Tự Tứ Oai Thần Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Hiện Tọa Đạo Tràng Đại Lão Hòa Thượng Chư Tôn Tịnh Đức Tăng Ni Nhị Bộ Chứng Minh. Kính thưa quý đồng hương, nam nữ Phật tử thân mến, một lần nữa mùa Vu Lan tháng hội lại trở về trong lòng con Phật của chúng ta khắp năm châu bốn biển. Hôm nay tại đạo tràng chùa Quan Thế Âm, thượng tọa trụ trì và chư tăng bổn tự cùng với Phật tử thiết lập đàn tràng báo hiếu báo âm phụng thỉnh chư tôn thiền đức khắp nơi câu hội về nơi đây chứng dự tấm lòng thành dâng lên mười phương tam bảo trong cái buổi lễ hiếu hạnh này, được sự chứng minh của Đại Lão Hòa Thượng bất từ bì huyện, chẳng quản gian lao không từ khó nhọc, tuổi già sức yếu từ phương trời Nam Cali, ngài cũng đích thân lên đây vì lòng thương tưởng cho đời, vì an lạc, vì hạnh phúc cho mỗi người Phật tử chúng ta, kẻ tăng người tục được câu hội dưới mái ấm tâm linh Phật pháp này. Thưa quý vị, nói đến ân đức sinh thành của cha của mẹ, đi khắp bốn phương không ai thương bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Cha mẹ là hai đơn vị cao quý tột cùng mà Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni ở vào ngôi vị Phật, ngài đã dâng tặng và biểu dương bằng đức tính của ngài, bằng Phật tính như ngài. Đó là gặp thời không Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật, thờ trời đất quỷ thần không bằng có hiếu với cha mẹ. Vì cha mẹ là vị trời phạm thiên, là vị tiên ban đầu, là bậc tiên sư, là bậc đáng cúng dường. Vì cha mẹ đã ban hình hài này cho chúng ta từ thuở còn nằm trong bào thai của mẹ với 9 tháng cưu mang, rồi khi sinh ra đau khổ nhọc nhằn và 3 năm bú mốn dưỡng nuôi và cho đến ngày thành thân khôn lớn. Đó là một quá trình tạo dựng, một quá trình nuôi dưỡng mà không có một kỳ quan nào trên thế giới bằng trái tim của cha của mẹ mà chúng ta thưởng thức đang sống kề bên hàng ngày, đôi khi chúng ta bị lãng quên. Lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhắc tâm, xin cho khói trầm thơm kết thành mây năm sắc, dâng lên khắp mười phương cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư tôn pháp cùng các thánh hiền tăng, nơi pháp giới dung thông kết đại sen rực rỡ, nguyện là kẻ đồng hành chớ bằng đó bé ngọn hơn chế thần pháp thân ảnh hiện gần đàn mình nguyện tâm thần kính chân. Thank you.
Tiếp theo đây là lễ cúng dường chư tăng. Bản dân lễ ra trước khán đài. Xin cung thỉnh quý chư tôn đức hồi cư chánh điện. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ban tổ chức hoan hỷ trong giây phút trang nghiêm thanh tịnh này, thượng tọa chủ trì chùa Quan Thế Âm cùng với chư tăng ni hiện diện dành chút thời gian để khánh tuế trưởng lão hòa thượng chứng minh. Xin quý vị hoan hỷ an toàn. Ngưỡng bái bạch hòa thượng trưởng lão, đệ tử chúng con hôm nay có duyên sự xin kiền thành đảnh lễ các bạch. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi, báo hiếu phụ mẫu, thâm trọng ân và báo ân sư trưởng tác đại chứng minh. Vào giờ phút trang nghiêm thanh tịnh này, toàn thể hội chúng chúng con một lần nữa trong mùa Vu Lan tháng hội trở về được sự tấm lòng đại từ đại bi của hòa thượng từ Nam Cali, đường xá xa xôi, tuổi già sức yếu. Hòa thượng đã quang lâm nơi pháp hội chùa Quán Thế Âm để chứng minh cho lễ hội hôm nay. Kính bạch hòa thượng, một lần nữa ngày mãn hạ chư tăng, ngày an cư tự tứ đã tròn xong 3 tháng của người con Phật xuất gia, vâng theo lời Phật dạy, chúng con vâng tập về nơi đây để kính mừng khánh thọ hòa thượng trong giây phút trang nghiêm này. Chúng con chẳng nhớ đến kinh
Tôi đã nói lúc đầu dành cho quý vị lớn tuổi, sẽ có các em đem tất cả những thứ ăn cần thiết đến được quý vị. Còn những quý vị khác ở đằng sau hai bên hông thì trước cửa lối đi vô đây, chúng tôi có mở 5 nhà hàng. Mời quý vị đến đó thôi. Chai, có nhà hàng thứ nhất là chả giò, các thứ chè. Nhà hàng thứ hai có trường thọ, mì trường thọ, và có nước uống, và có nhiều thứ lắm. Con gặp nhiều gian khó,
thì con hãy quay về bên mái nhà, luôn có vòng tay của mẹ cha. Con hãy nhớ có một điều mãi sẽ không đổi thay, đó chính là mẹ yêu con. Đó là nội dung của một lá thư mẹ viết cho con trai, đã được nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung phổ nhạc lấy tên Thư của mẹ. Tâm sự của người mẹ này sẽ được trình bày qua tiếng hát của cô Như Hạnh. Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho cô Như Hạnh. Xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị ngày lễ thank you.
tế đã làm con người chúng ta trầm luân trong sáu nẻo luân hồi, tạo ra bao ác nghiệp, hận thù vay trả rồi lại trả vay. Hạnh phúc thay khi Đức Phật từ bi đã đến nhân gian, mang theo đạo giải thoát diệt khổ cho nhân loại, khiến tan độc tham sân si tan biến. Đó là nhan đề của bài hát Vượt Bến Mê, một sáng tác của nhạc sĩ Thái Khang đến với chương trình hôm nay. Xin mời quý vị Phật tử thưởng thức ca khúc này có phần thể hiện của thầy Sơn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để đón chào thầy Sơn. Xin mời thầy Sơn ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên ta quên đường đạo lý trong đời, vì si mê nên ta đã vô minh, quay cuồng trong bao nhiêu nghiệp tranh. Lòng tham tàn càng đắm sân si, càng rơi trong biển khổ ai. Tham sân si trong kiếp nhân sinh, ai mà không vướng trong cuộc đời. Giải thoát nào diệt khổ nhân sinh, mà ta mong tìm ánh sáng Như Lai. Nguyện mong ơn trên từ khi sáng soi, hoàn thành tâm cuối sinh trả lành. Toàn điều trường tội lỗi thân con, nguyện nương quay về bờ xa. Nam mô Bổn bao ngày mẹ ngóng
dân. Mẹ chờ tình sáng và mẹ nhìn thấy tình hài nhỏ bé như thiên thần. Tình con khóc quà mắt mẹ lệ rồi, đặt lời vì con đến bên mẹ. Này con yêu ơi, con biết không, mẹ yêu con nhất đời, ngắm con hoàn
tôi lung lay và những khi sóng gió dù dòng tố cùng đời vòng tay mẹ chưa chia nghe vô về vòng thấy hey.
mô.
Mình đã đi với ông bà nội nó rồi hả? Không, bà nào cũng trên điện á.